À, dạ vâng, và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo bên em. Tiếp tục những cái đơn hàng mà trong vòng cuối năm này thì bên em rất là nhiều những cái sản phẩm lên đường và cũng như là những cái bộ dàn lên đường. Hiện tại thì ở bên dưới lầu 1 của bên em này hiện tại là tất cả đều là hàng bãi các bác nhá. Hàng bãi. Nhân tiện đây thì đang test cho một bác khách hàng, đó là bác Võ Ngọc Sơn ở Bình Định. Có lấy bên em một cấu hình combo là một âm ly 506 Saken này. Một đôi loa cây siêu lướt 2021 đấy. Và bên em khuyến mãi cho bác thêm một bộ mic, đó là bộ mic BS500 các bác nhá. Đấy, thì tổng giá trị bộ combo này rơi vào tầm 11,3 triệu. Hiện tại Tết thì bên em liên tục có những cái bộ dàn cấu hình lên đường đấy, giá thành vô cùng là hợp lý, chỉ trên 10 triệu đồng hoặc là dưới 10 triệu đồng cũng có các bác nhá. Nhưng bên em sẽ có những khuyến mãi sâu hơn, ví dụ như tặng mic không dây này, hoặc là giảm đến 1 đến 2 triệu này. Bởi vì cuối năm rồi sẽ cho những cái bộ dàn lên đường cho bác có thể dùng trong vòng cuối năm. Đấy. Một năm kinh tế khó khăn nên là nhiều bác đôi khi chưa có điều kiện để mua cho lắm đúng không ạ? Nên là bên em sẽ có những cái chương trình khuyến mãi sâu hơn. Đấy. Ok. Và bây giờ em sẽ quảng cáo qua cho bác một chút về những sản phẩm của bên em. Đối với dòng cây 2021 này thì nó sẽ là như dòng 2020. Mỗi đội là nó được sản xuất trên một năm, giá thành nó vẫn vậy. Rất là nhiều đơn vị bán hàng như thế này nên là các bác có thể tham khảo qua. Đối với cái sản phẩm này thì các bác nên được xem qua nội thất trước khi mua các bác nhé. Đấy, chuẩn chỉ thì bên em đã làm rất là nhiều những cái video về nội thất của sản phẩm con này rồi. Đấy, có những cái mã vạch ở trong nhĩ, mã mạch ở màng thì các bác lên để ý cẩn thận. Đấy, rất là nhiều những hàng, bởi vì cây này nó rất là nhiều loại, có những cái loại mà hàng Trung Quốc nó rơi vào tầm dưới 4 triệu hoặc là trên 4 triệu, 5 triệu đấy. Còn đâu, hiện tại bên em bán hàng này thì em đảm bảo luôn là bên em bán hàng là giá thành vô cùng là hợp lý và đảm bảo cho bác 100% là hàng bãi siêu lướt chính hãng các bác nhá. Đấy, bãi siêu lướt chính hãng. Và các bác nên lưu ý này, từ đời 2020 trở đi, ví dụ như 2020 và 2021 đều là Make in China, bởi vì tất cả nhà máy của JBL, hàng chính hãng của JBL đều được đặt tại China, không có được sản xuất tại USA nữa các bác nhá. Không thể nào có bảo là loa được sản xuất Make in USA được, không có chuyện đấy, bởi vì từ 2020 trở đi là tất cả các hãng như là hãng 3 sao nhập sản phẩm đấy. Đấy, ở đây em có một sản phẩm của hãng 3 sao này, các bác nhìn này. Đấy, Sky 3 sao này, đúng không ạ? Đều là Make in China hết, cho bác cùng xem luôn. Tất cả toàn bộ đều là Make in China. Đúng ạ? Make in China đây. Đấy, các bác nhìn xa chưa? Đấy, hàng này hàng chính hãng, 20 triệu một đôi, 20 triệu một đôi là hàng chính hãng của JBL luôn. Cũng là Make in China hết. Nên là các bác nên lưu ý cẩn thận mua phải hàng không đúng chất lượng và cũng như không đúng ấy. Trước tiên là các bác xem nội thất bên ngoài, hàng siêu lướt của nó thì sẽ có phần công tắc ở đây đúng không ạ? Phần công tắc ở đây và Make in China. Đấy, phần công tắc và Make in China các bác nhé. Bát 30, một chung, một test neo. Đầy đủ những cái giải tiếng khác nhau. Và bên trong nội thất thì nếu mà các bác nào mà cần quan tâm và cần tham khảo về sản phẩm này, không nhất thiết phải mua của bên em các bác nhé. Các bác cần tham khảo về sản phẩm này và muốn mua sản phẩm này thì bên em sẽ tư vấn cho các bác, cứ kết bạn Zalo, bên em sẽ gửi cho các bác hình ảnh ruột gan và chỉ cho các bác những bước mua hàng làm sao cho nó chuẩn các bác nhé. Lên được xem nội thất đối với những sản phẩm bãi hàng chính hãng này, lên được xem nội thất bởi vì rất là nhiều hàng giả hàng nhái đúng không ạ? Hàng JBL này thì là hàng không ở Việt Nam, không có độc quyền nên là rất là nhiều hàng giả hàng nhái các bác nhé. Tiếp theo đấy là một con 506 Saken, thì em nói luôn đây là hàng của China rồi đúng không ạ? Không phải là hàng Hàn của nó rơi vào tầm sấp xỉ 20 triệu các hàng bãi. Nhưng đây là hàng của China, linh kiện của Hàn, IC50195 cũng của Hàn luôn. Sản xuất được tại China thì giá thành sẽ hợp lý hơn và cũng là bãi siêu lướt. Ví dụ như là một con này mới của nó thì nó sẽ rơi vào tầm 6 đến 7 triệu đúng không ạ? Nhưng mà hàng siêu lướt của nó ấy, hàng mới qua sử dụng một chút thôi ấy, thì nó chỉ rơi vào tầm 4,3 triệu thôi, rất là rẻ luôn. Đấy, và các bác nên lưu ý đây là hàng 506 sò Saken. Đấy. Ở trên thị trường sẽ có sò tô và sò Saken. Sò tô hiện tại thì ngày trước bên em đang bán là 3 triệu đồng. Đấy, sò Saken này thì các bác biết rồi, sò Saken thì chất lượng âm thanh lời và chép của nó ra rất là hay. Đấy, tiếng khỏe và khỏe hơn, công suất nó sẽ khỏe hơn sò tô, thì giá thành nó sẽ phải hợp lý hơn. Các bác thêm vài trăm nghìn vào, các bác chơi hàng xịn hơn. Đấy, thì dùng được quanh năm ngày tháng, còn đâu đỡ phải đổi đi đổi lại mất hết cả giá tiền đúng không ạ? Nhân tiện đấy thì bên em sẽ tặng cho bác một bộ mic của MB Pro BS500. Bộ mic không dây luôn, bộ này thì rơi vào tầm 1,5 triệu. Cả một bộ này nó chỉ rơi vào tầm 11,3 triệu là bên em đã tặng cho bác một bộ mic rồi trong cái đợt dịp cuối năm này. Và thay mặt Nam Huy cảm ơn bác Võ Ngọc Sơn ủng hộ bên em một sản phẩm. Và bên em không những vậy, bên em bao ship toàn quốc luôn nha. Ui, giá thành cực kỳ là hợp lý rồi. Một sản phẩm này bên em cộng lợi nhuận không cao đâu các bác nhá.
Ok, và em xin test 17 nha, cho bác cùng nghe qua. Tình mình đành chia. Đấy. Em sẽ test cho bác một đoạn nhạc nghe qua. Đôi mắt lệ buồn khuôn mặt bờ. Mắt lệ buồn khuôn mặt bờ. Bạch Mỹ, trưởng bác chủ Nhật Bản. Đấy, tết qua cho bác Võ Ngọc Sơn. Qua bộ dàn như đã vậy. Các bác nào cần quan tâm tham khảo về bộ dàn này, liên hệ ngay bên em, đang có cái mức giá rất là tốt và được khuyến mãi rất là tốt rồi trong cái dịp cuối năm này rồi. Cuối năm thì săn cho mình một bộ dàn về hát karaoke tí tách ngày Tết đúng không ạ? Ok, và em xin kết thúc cái video ở đây. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những cái video lần sau.